Nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu học tiếng Anh từ đâu và học như thế nào, hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com. Tại đây, Hana có tất cả các chương trình giúp bạn có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Hãy truy cập theo đường link englishhanaphạm.gr8.com và đăng ký theo hướng dẫn để lựa chọn cho mình khóa học phù hợp nhé. See you next time. Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Học Tiếng Anh qua bài hát cùng Hà Na. Các bạn thân mến, nhận thấy mối quan hệ của mình với người mình yêu đang trên bờ vực của sự đổ vỡ, chàng trai ra sức cố gắng làm mọi cách để níu kéo giữ lại người con gái mình yêu. Và rồi kết quả ra sao? Bài học tuần này, các bạn hãy cùng Hà Na tìm hiểu ca khúc Girls Like You được thể hiện bởi ca sĩ Maroon 5 nhé! 24 giờ đã trôi qua, nhưng anh vẫn muốn có nhiều thời gian hơn nữa bên em. Vậy mà em dành cả cuối tuần để trả đũa anh. Chúng ta đã phải dành những đêm khuya để giải quyết mọi thứ giữa đôi ta. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã ổn rồi, em yêu à. Cuộn điếu xì gà đó lại đi em yêu, và cùng anh vui vẻ. Ta có động từ spend là dành hay sử dụng. Spend, spend. Ví dụ, I rarely spend my free time on shopping. Tôi hiếm khi dành thời gian rảnh rỗi của mình để đi mua sắm. Spend. Cụm từ get even là trả đũa. Get even. Get even. Ví dụ, let's see, I'll get even with him soon. Hãy đợi xem, tôi sẽ trả đũa anh ta sớm thôi. Anh thì muốn gần em hơn nữa, vậy mà em trả đũa anh. Cuối tuần, em không dành thời gian cho anh. Đó chính là ý trong hai câu đầu tiên của bài hát. Cấu trúc make something right là sửa chữa hay làm cho điều gì đó trở nên đúng đắn. Ví dụ, it works incorrectly. I have to make it right. Nó hoạt động không được bình thường. Tôi phải sửa nó thôi. Play somebody là đùa giỡn ai đó. Play somebody. Ví dụ, don't think about playing me. You're not my type. Đừng có nghĩ tới chuyện đùa giỡn với tôi nha. Anh không phải là thể loại tôi thích. Play somebody. Play me close trong bài hát ý chỉ hai người tiến lại gần nhau và cùng nhau vui đùa. Backward là một thương hiệu xì gà nổi tiếng. Và với phong cách đậm chất lãng tử của mình, Adam không quên thêm vào đó một chút hình ảnh một chàng trai chất chơi với trái tim ngọt. Động từ roll là cuộn. Roll. Roll. Vì những cô gái như em thích những chàng trai như anh, cho đến khi mặt trời khuất dần, khi anh vượt qua mọi khó khăn, anh cần một cô gái như em. Những cô gái như em yêu niềm vui, anh cũng vậy. Đó là điều anh muốn khi anh trải qua tất cả. Anh cần một cô gái như em. Run around là cụm động từ có nghĩa vây quanh. Run around. Run around. Chúng ta có từ sun là mặt trời và down là xuống. Mặt trời xuống hay mặt trời lặn là sundown. 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 Come through something là trải qua hay vượt qua điều gì đó. Ví dụ, finally he came through his illness after a long time of fighting against it. Cuối cùng,
anh ta đã vượt qua cơn bệnh sau một thời gian dài chiến đấu với nó. Come through something. Người đàn ông dù to lớn, vĩ đại thế nào, dù tung hoành ngang dọc chốn nào, cũng cần một nơi để trở về, đúng không nào? Và không thể nào là trọn vẹn nếu nơi đó không có bóng dáng của một người phụ nữ. Anh dành cả buổi tối hôm qua trên chuyến bay cuối cùng để về với em. Dành cả ngày dài cố gắng vui vẻ cùng nhau. Dành cả ngày cố gắng làm cho mọi thứ giữa hai ta ổn thỏa. Và giờ đây, mọi thứ đã ổn rồi em yêu. Danh từ flight là chuyến bay. Flight. Flight. Cấu trúc take off cộng với time hoặc space. Doing something là tận dụng thời gian hay không gian làm gì. Ví dụ, I take up the corner of my room setting a cabinet. Tôi tận dụng cái góc của căn phòng để đặt một cái tủ. I took my whole weekend off reading your book. Tôi đã tận dụng cả cuối tuần của tớ để đọc cuốn sách của cậu. Get way up là vui vẻ. Get way up. Get way up. Có lẽ đã 6 giờ 45 rồi. Có lẽ anh vẫn còn sống. Có lẽ em đã chịu đựng anh lần cuối rồi. Có lẽ anh biết rằng anh đang say. Có lẽ anh biết rằng em chính là người anh yêu. Và có lẽ anh đang nghĩ rằng tốt nhất em nên cầm lái đi. Trạng tớ barely là chỉ vừa đủ. Barely. Barely. Ví dụ, I could barely pass the first round. Tôi chỉ có thể vượt qua được vòng 1 thôi. Alive là còn sống. Alive. Alive. Cấu trúc take somebody's shit hay take shit from somebody, nghĩa là chịu đựng một ai đó. Cấu trúc này khá nặng và người nói dùng nó với dụng ý tỏ rõ sự bực bội với ai đó. Ví dụ, she told me that she couldn't take his shit anymore. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể chịu đựng anh ta thêm nữa. Tính từ drunk là say xỉn. Drunk. Ví dụ, are you drunk? Anh có say không đấy? Drunk. The one trong câu I know you're the one là cụm từ chỉ người bạn đời, người dành cho mình. Và các bạn cũng có thể dùng từ này để chỉ người mình yêu nhé. Ví dụ, she's the one for me. Cô ấy là người phụ nữ của đời tôi. Hay cô ấy là người phụ nữ dành cho tôi. The one. The one. Alright, và the one cũng là cụm từ cuối cùng mà chúng ta học trong bài học này rồi. Còn bây giờ, hãy cùng Hà Na ôn lại toàn bộ các câu cụm và từ mới đã học trong bài nhé. Spend là dành hay sử dụng. Get even trả đũa. Make something right sửa chữa hay làm điều gì đó trở nên đúng đắn. Play somebody đùa giỡn ai. Roll cuộn. Run around vây quanh. Sundown mặt trời lặn. Come through vượt qua. Flight chuyến bay. Take up cộng với time hay space doing something là tận dụng thời gian hay không gian để làm điều gì đó. Get way up vui vẻ. Barely chỉ vừa đủ.
alive, còn sống. Take somebody's shit, I take shit from somebody, chịu đựng một ai đó. Drunk, say xỉn. Alright, that's all for today. I'll see you next time. Peace!